cái mắm này là nhà mình tự làm hay là vậy là theo cái giá của con mắm này là kèm với rau sống. Đặc trưng của quán á là bán mắm cá lóc chiên nè cô. Dạ. Mình còn bán các cái loại mắm khô gì không cô? Có, có, mình có khô cá lóc đồng luôn. Dạ. Mắm cá lóc rồi khô cá lóc. Là quán mình là quán ăn luôn hả cô? Quán ăn. Dạ, ngoài món mắm ra thì các món khác thì cô có những món nào đặc trưng không cô? Cá thác lát. Cá thác lát đồng á. Là quán mình tên gì ở đâu cô? Quán Kim Ly ở khóm 1, phường 1, thị trấn Ngã Năm, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng. Yeah. Ngoài cái bán này mình có bỏ mối mắm cho các Kim Ly khác không? Có. Thường thường thì đi Sóc Trăng tiện, Cần Thơ thì không được tiện không. Rồi cái khách lại ở quán mình ăn riêng những món mắm chiên này nè. Có khách nào ở ngoài tỉnh mà nghe dân người ta đi lại ăn không cô? Có. Đông không cô? Cũng có khi người ta có khách thì người ta lợi, thì bây giờ tôi bán quán thì ít hơn hồi xưa, nhưng mà khách ăn mắm thì đông. Lúc bắt đầu làm là con mắm nó như vậy hả cô? Bỏ đường, bỏ muối rồi không? Không, không, không có muối à. Muối là mình mặn rồi, đường với bột ngọt. Lúc mới chiên á là mình để vô. Cái mắm này là nhà mình tự làm hay là tự làm? Dạ, tự làm chứ mình đâu có mua. Tự làm. Dạ. Làm có cái kho chứa riêng á. Là cô là chủ quán luôn. Ừ. Đây. Khi mà con mắm gần mềm á, này mềm á thì để tỏi sắc lát vô. Cái quán của bệnh mình có từ khi nào ha cô ha? Hồi đó năm 2000. Lúc trước đó là nhà mình cũng làm mắm bán hay gì cô? Không, chưa. Tới 2004 mới có làm mắm. Mà lúc đó làm hơi ít. Ừ. Cái món chiên này là tự mình khách mình ra hay là có đi học chưa cô? Mắm chiên là đại khách đó. Dạ. Cái hôm mà má tôi có cá đồng á, ý cá mà ruộng á, cái má tôi trao, má tôi làm cái bữa hôm khách kêu làm mắm chiên, rồi là mắm nhà, rồi đem ra cho chiên. Chiên là mới đầu á thì nó không có được ngon, rồi từ từ thì rồi xong rồi sau này rồi cũng một hai con sau á nó ngon, rồi sau này tôi mới làm mắm. Là mình chỉ chiên được mắm cá lóc thôi chứ mấy món kia mình chiên được không? Mắm chia kia không có chiên được, nó nhỏ không có chiên. Hồi đầu má tôi làm mắm là cá bóng tượng của ba tôi nuôi, rồi cái nó bị mà người ta mà bơm kinh gì đó, rồi bất ngờ rồi cái mới tát lì bán không được. Rồi mới đem làm mắm. Người đó là lúc đầu là chiên cá bông tượng. Rồi sau này tôi mới làm mắm cá lóc. Mình làm cái điểm chính của mình là con mắm lóc. Rồi các cái gia vị đồ sao cô? Gia vị thì mình để đường, muối, đường, thính, cơm rượu. Dạ, yeah, mình có thể nói về cái cách làm mà thành con mắm chiên á cô. Con mắm chiên hả, là khi chiên á thì mình để dầu vô, để dầu rồi xong mình để con mắm vô. Rồi mắm thì lúc mà mình trao không có cho ngọt quá thì mình phải thêm đường. Khi chiên rồi phải thêm đường với tí bột ngọt. Rồi chiên á thì mình để lửa nhỏ nhỏ vậy đó. Mình chở thường xuyên.
Mình làm khoảng bao lâu rồi? Tùy theo con lớn con nhỏ. Con nhỏ thì mau một chút, lớn thì lâu. Nói chắc cỡ 15 phút, 20 phút gì đó. Rồi mình thường cái con mắm này mình ăn kèm với gỏi rau gì cơ ha? À, chuối chát với dưa leo, với chuối chát dưa leo, quế, có người để khóm gì vô nữa thì để. Ở đây thì tôi ít có để khóm. Mình ăn với bún hay là với cơm là nó ngon không? Ăn với cơm. À, hiện giờ mình bán mắm này là mình bán cái giá cả nó làm sao cô? Bây giờ hiện tại là bán 1 kg 230. Là chiên luôn đó? Không, chiên là riêng chứ. Dạ, con mắm chiên á. Ờ, con mắm chiên thì chiên thì có khi có con nhỏ con lớn. Dạ. Con 100 thì hơn 100 thì dưới 100. Đủ giá, tại vì mắm cá lóc đồng nó không có đều. Dạ. Hiện thời thì mình bán cái lượng khách hàng đông luôn. Cũng đông, có khi đông, có khi người ta mua về người ta đãi tiệc, có khi đám á, có khi người ta tặng cho bà con rồi, có khi nhà có khách rồi đó, có khi người ta gửi đi Sóc Trăng hoặc là Sài Gòn, Bạc Liêu, các tỉnh, thành phố. Đúng rồi. Giờ mình đem ra rồi bài ký. Mình có để tỏi thì là nhiều luôn hả? Có tỏi nữa hả cô hả? Nãy để mấy lá quế đâu rồi? Mấy cái đọt quế. Cái này bưng giữ rau qua cho mình để đọt rau ra. Khi mà con mắm gần mềm á, này mềm á thì để tỏi sắc lát vô. Đủ quá trơn. Để gắp cho người ta. Đây mấy cái đọt quả này đây luôn đi chứ nào để. Rồi chín rồi để tiêu lên. Rồi ăn kèm với rau sống. Chua chát. Dưa leo, cà phổi. Để quay sát cũng đâu thấy nha. Là theo cái giá của con mắm này là bao nhiêu con nếu cô bán ở tiệm á? Con mắm này nếu như bán ở quán là 110.